Chào mừng các bạn đã đến với phần 2 của chuyên mục game. Thì mình cũng đang làm, nói chung là mình chỉ chuyên về mảng là game của cờ tỷ phú bản Hàn Quốc thôi, còn bản Việt Nam thì lâu lâu mình mới chơi. Thì bản Hà Việt Nam thì như các bạn biết đó, mình không có máu nhiều để mà cống hiến. Thì như phần 1 mình đã hướng dẫn các bạn mới chơi là cách đăng ký rồi tạo tài khoản, thì phần 2 này mình sẽ giới thiệu sơ qua về cách để khảm nè, khảm nhân và khảm đá nè đó, và cộng đá nè đó, và một phần nữa là giới thiệu cho mấy bạn về những con xúc xắc, với một phần nữa là dành cho những bạn yêu ếch. Hiện tại thì bên mình là yêu ếch chưa chơi được, nên hôm nay mình làm video này để cho những bạn yêu ếch là biết tải về ở đâu mà chơi. Thì đầu tiên thì chúng ta chuyển qua cái mảng là, khoan để mình mở mấy cái này coi. Đây, quay lại nhìn kia. Đây, đợt trước thì những bạn nào mà mới chơi thì hôm nay chắc cũng lên được level 10 rồi. Thì đây, tạo gia tộc, tham gia gia tộc. Hiện tại thì mình mới vừa hót cái gia tộc nên cũng làm biến vào. Còn đây là cách mà để chúng ta khảm, cũng mới một bạn ở trên group của mình mới chia sẻ cho mình thôi, nên mình làm video là hướng dẫn các bạn luôn. Con nào ta, cái con nào đẹp đẹp đi. Đây, con này cũng thuộc dạng là VIP nè, chỉ số thấp nhưng mà cái kit của nó ngon. Thì chúng ta đem con này đi cộng đi. Rồi, chúng ta muốn cho nó có những ô đá như vậy nè, 1 2 3 nè. Đó, rất là đơn giản. Đó, mình bỏ những con ếch cộng vào. Đó, như các bạn thấy nè, thấy không? Nè, mình bỏ một con lên nè. Bỏ hai con lên nè. Bỏ ba con lên luôn nè. Đó, thì nó mất ha. Bỏ một con vào, nó hiện lên một ô nè. Bỏ một con nữa vào. Miễn là ít cộng là được nha các bạn. Đó. Được 3 ô cộng. Đó, thì chúng ta qua đây, đây. Nè, nó sẽ nằm ở đây. Đó, ba lỗ. Đừng, các bạn bấm vô đây là đã khảm nha, hay dòng đầu tiên là khảm nha, còn dòng đồ còn dòng thứ hai này là tách nha, bỏ những con ếch này vô là tách ra nha, ếch cộng vô tách. Thì các bạn đi map, đi đi những cái phó bản hay là thi đấu này nọ thì ha, đăng nhập ngày làm event thì nó đều cho các bạn đá. Đây thì đá cao nhất của mình mới có là đá xanh này thôi. Còn đá tím này thì chưa, chắc như chưa có viên nào. Đây, bây giờ thì chúng ta cộng nè. Cái này là đó, nó có điểm hết nè. Chút ra mình bấm cho các bạn coi. Thì mình cộng viên cao nhất đi. Đây, viên này là được 1 điểm nè. Nè, nó 1 bon. Nên viên này là 5 bon. Còn viên như này là 20 bon là 20 điểm. Mấy viên này để là một viên xài thôi, còn như là cho đi hết. Bỏ bớt ra coi. Ý hình như bỏ lộn rồi. Bỏ viên này ra nè, bỏ thêm viên này ra nè. Rồi, đủ ha. Bấm vào. Đó, hên quá. Rồi, quá ngon luôn. Mình nên cho con nào đây?
cũng chưa biết cho con nào nữa, nên cho con này ta, con này đi, con này cái kit của nó là các bạn hãy ví dụ như sáu sáu đâu sáu nút đi, là các bạn đi từ cái chỗ của mình tới cái điểm trước mặt là sáu, là cắt nhau sáu ô, là nó hiện kit nó lên là cái cây gậy của nó là hiện lên là từ sáu ô đó, các bạn muốn đi vào ô nào cũng được, chọn từ cái khoanh vùng đó. Dạ đá ngon quá, không tiếc, không muốn khảm luôn đó. Cho nên khảm người ta khảm này đi, ngày 6% còn 46% ta viên này đi. Còn cái này thì mình ở đây hình như hết rồi, chưa có. Còn cái này là cái event đang event này, các bạn nào vào tham gia event này đi cũng vui nè. Thì mỗi ngày các bạn đánh thì nó sẽ cho các bạn vài gói mở nhân vật. Thì các bạn nhận hết từ 1 cho tới 6 thì đây cộng nó lên. Cộng nó lên hiện tại là tới 30. Cứ cộng nó lên, cộng nó lên, cộng nó lên. Mình xài hết vàng đúng không? Ồ, hết rồi. Đây event đi event. Xuống event không nổi luôn, lắc luôn. Đây. Những con xuất sắc các bạn nhìn thấy đẹp không? Đó. Tiêu ha. Đó. À để mình mở tiếng lên cho các bạn nghe những tiếng xuất sắc bon 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 ha. Cây cỏ không à, coi lại lần nữa nè. Ồ, đẹp không, cỏ mọc lên. Xanh tươi ha. Không biết bao giờ thì Việt Nam mới có những viên này nè. Viên này là giống như Harry Potter cái gì cái chơi cái banh gì đó mà lấy được nó là thắng đó, win đó. Ngàn hoa luôn ha. Bướm đẹp ha. Mấy con bướm này còn hôn mấy con bướm của mình liền. Này là Rubik ha. Còn này là gì đây? Đẹp ha. Này là dơi nè. Rồng.
Này là đúng rồi. Nè các bạn. Mình cây. Chuối ăn lum luôn. Bao bông năm mới hả? Đi rồi ha. Này là con ếch nè. Ếch ọp. Thấy cái đầu ếch không? Đây là con gì đây? Con gì vậy? Giống con húp húp không? Lẹ quá nhìn không rõ. Ồ, xe nào các bạn? Ồ, có cá heo nè. Nước không hả? Đây là ở ồ, đẹp vãi. Vãi trưởng thật. Cái số 1 là số 1 là số đẹp nhất rồi. Ồ, cái này đẹp nè. Thè cái đuôi rất là đẹp chứ. Còn này hoa văn họa tiết không 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 hay cho lắm. Này là người nào? Nhớ đến những vùng quê đồ lúa rồi đó. Lúa hôm bát ngát này Halloween. Có hai con me. Trời ơi, một bầy gà con. Một bầy gà đã quá. Ồ, có bánh mì nữa nè. Bánh mì có cái đất bánh mì nữa nè. Ồ, chó. Xương văng tùm lum luôn. Có dầu tử hơi ùa về. Này gì đây, gì đây? Nước Mỹ nhỉ? Đại dương. Cá quá trời, có sứa nữa kìa. Cái gì đây, hòn đảo. Đảo. Du lịch, chiếc vali là đi du lịch. Cái gì đây, tên lửa nè, rocket 1 giờ. Bắn cái này được nè. Chơi xe từng lọc nữa mà chơi chiếc xe rất là vi diệu.
Bông hoa này 800 để coi chỉ số mát được bao nhiêu. 5555 vẫn thua cái duyên của mình. VIP có hai viên này, chỉ số đó cũng không biết công dụng là gì nữa, chỉ số có 4 viên. Đâu kiên cơ cái gì, cái gì màu tím tím quên này, quên này, bỏ luôn đi. Thì hôm nay là sơ lược phần 2 là chỉ bao nhiêu đây. Đây còn những bạn nào mà thích mà đua top, leo rác, leo dốc, leo gì đó đây nè. Đó. Gán leo đi, leo được hạng nhất, hạng nhì gì đó. Đó. Như được tầng hay gì á. Đây. Đó. Mình thì mới được có. Này nó chơi leo cũng giống như là. Cái gì ta. Quên rồi, quên rồi. Leo cũng như là leo top, leo gì đó, leo bảng xếp hạng gì đó. Còn những bạn nào mà chơi bảng chơi iPhone hay là iPad đồ đó thì vào cái group mình đi. Thì bên group mình là có link, có đường link sẵn và nói chung là cũng có eToon, có tài khoản eToon của Hàn Quốc. Các bạn chỉ việc đăng nhập vào đó và tải game về. Sơ lược về video hôm nay chỉ có thế thôi. Nói chung thì mình biết gì thì mình chia sẻ đó cho các bạn. Có gì các bạn không biết thì cứ nhắn tin hay là đăng bài trong group. Có gì anh em biết anh em hỗ trợ nha. Chơi cho vui. Ở đây là không nạp tiền, chỉ tiêu chí là chơi cho vui, xả stress. Bye bye, tạm biệt các bạn.